Câu chuyện Oan nghiệt đời trước, kiếp này phải trả. Có một ngôi chùa tên là chùa Quán Âm. Trước kia có vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó. Chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên, nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng, nghĩ tưởng đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Nhưng ngay lập tức, ông xua tan ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 cái nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống như đầu người, gây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đau đớn có phần giảm đi, nhưng nếu che lại không cho người khác thấy thì lập tức đau đớn thấu xương tủy. Tuy đã thỉnh mời rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả đều bó tay, không chữa trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, hòa thượng Hàm Huy liền tự suy ngẫm, đây hẳn là do oan nghiệp ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai, kiên thành tụng kinh Kim Cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt. Thấy 18 cái nhọt độc cùng lúc nhô lên giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi. Ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp. Tôi không biết. Lại có tiếng nói. Ông không biết thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính. Chúng tôi đều là thuộc hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh cửa để vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi có hai người lén xuống núi, gặp một phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng, chồng cô tức giận đến báo với ông. Song ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội, lại hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp, cố nhiên đáng tội chết. Nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oán thù như thế, làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng ông biết tin theo Phật, những đời trước đều làm việc thiện tích đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiện thần hộ pháp theo bảo vệ, chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó, ông khởi tâm muốn ăn, như vậy là đã phá giới, khiến thiện thần hộ pháp đều xa lánh, chúng tôi mới có cơ hội báo oán này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện, giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm 3 năm nữa, sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó, quả nhiên, nhọt độc của Hòa Thượng Hàm Huy không phát tác nữa, nhưng đúng 3 năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rữa và làm cho đau nhức không sao chịu nổi. Những cái nhọt độc oan nghiệt ấy đã hành hạ ông mãi cho đến chết. Phải chăng đây chính là luật nhân quả mà ông phải gánh chịu? Câu chuyện Người ăn mày mù lòa. Ngày nọ, một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán, làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận, vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau, vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi. Cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở, lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói, tôi đang tìm lại phúc báo của mình. Thật là khó hiểu, tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói,
Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay. Nói rồi, người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có, chủ nhân tên là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với đứa con này thế nào, cho nên phải nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được nấy, thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta càng hoành hành ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày, Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một ngày, Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi. Ngày hôm sau, Đại Hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia đang ở. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây con trai miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. Ngay khi chuột Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội. Người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người, cả của đều bị tan biến mất. Lúc này Đại Hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bị bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy, vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi dựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ, mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác, khiến tôi thấy sợ. Cuối cùng, ông lão thở dài nói, tất cả những tội ác ban nãy ngươi chứng kiến đều là ngươi đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của ngươi quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Tội nghiệp vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên ngươi mới được đầu thai làm người. Được làm người, nhưng phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là mẹ của ngươi ở kiếp trước. Bởi vì kiếp trước ngươi có hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như ngươi có thể giữ được tâm tính làm người tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo. Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Từ câu chuyện có thể thấy, thiện ác có báo là thiên lý, hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 3 tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả, đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán, gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật, Phật cứu cho con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau, vân vân. Nếu cầu hoài không được thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay, do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, nên cứ cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông chứ không phải là lời thật. Vì thế niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ, như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử giàu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng ráng chịu phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ tù tội. Đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán. Nếu gia đình chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ đau khổ và con cái cũng đau khổ nữa. Như vậy giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi. Đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, gạt người thì không bị người chê trách, khinh bỉ mình. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách, khinh bỉ. Khi bị người chê trách, khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ mình tránh không lừa dối ai, nên không bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụa mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu trong gia đình không có ai hút á phiện, xì ke ma túy thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy Phật dạy giữ năm giới có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân.
Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ, đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân, chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ, chứ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vì theo luật nhân quả, hãy gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi, không thể khác được, cho nên Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ngoài đường. Một nhà tu đi ngang khuyên, thôi hai anh bỏ qua đi, hòa với nhau đi, cãi lẫy làm chi, rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe, do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu, phải chở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã băng dùm những vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả, còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra kẻ ấy nhớ lại, phải chi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích, như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó, mà không mang ơn người khuyên mình tu buổi đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi, vì chỉ biết trên quả, đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy, phải đừng tạo nhân đó, nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự Phật đã cứu ta rồi. Phật cứu mà không thấy, vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì sẽ hết khổ, đó là chúng ta tu. Tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy. Tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà Phật rất rõ ràng. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất là giới sa di. Sa di có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke, ma túy, vân vân. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không xông ướt các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu, vân vân. Những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích, đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ, nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu phải tránh đi. Như Phật dạy không được xem hát hay nghe nhạc vân vân. Chúng ta thấy xem hát nghe nhạc đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch an định. Nếu đi xem hát nghe nhạc
tâm sẽ bị chao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát có thể lui sụp. Cho nên Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát, đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, bên cạnh con đường ta tới lui là một cái hố sâu rất nguy hiểm, nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị khổ. Nếu ai biết giữ giới luật thì người đó hết khổ, ngược lại kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu đau khổ. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được thì chặng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham, nhưng Phật tử ham làm ăn nên cứ dây vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu kịp không? Thôi thì mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu phải thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ rồi mới kêu Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc, nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận, ai nói gì trái ý liền nổi nóng, la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà la lối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được, với người láng giềng mà la lối chửi mắng ôm sòm thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ, thù quán gặp nhau là khổ. Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau, thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết, không biết tu nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng: Chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói: Cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử, hết chết thân này tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta một thân, còn tham sân si giết không biết bao nhiêu thân, rõ ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn một trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất có 3 con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào? Mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si
tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên. Cho nên các vị cổ đức hay khuyên các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ngay, giận tức bụng, nghe tiếng kẽn đi ngủ mà nằm hoài ngủ không được, thì đó bởi vì còn tánh độc lãm giãn trong đầu, làm sao ngủ được. Cho nên người tu tại gia cũng như xuất gia, biết ba con tánh độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó lướt trên cỏ nhanh lắm, như ngựa vậy. Đó là rắn tham. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là rắn gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào hang tối, mình không thấy nhưng gặp nó, nó cắn cứu không được là rắn si. Như vậy trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa, mà lì lợm nhất là hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Vậy muốn hết đau khổ phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Thế mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra còn nói: "Được, để đó đi, không sao đâu." Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận, ai nói trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm. Khi đó huynh đệ khuyên: "Mình tu rồi nóng giận coi không được, kỳ lắm, bỏ đi." Ta liền nói: "Tánh tôi vậy đó, bỏ không được." Nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi vã, vợ nói: "Sao anh nóng quá vậy?" Chồng liền lớn tiếng: "Tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới." Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tay người ta, do tát tay người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp y lên bàn Phật thắp hương nguyện: "Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng, khổ quá." Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết làm sao cứu. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ. Đó là Phật cứu mình, đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham, tham rồi lén ăn cắp. Ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện: "Phật độ cho con được mau ra." Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được? Bởi nhân mình không tránh thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu. Vì muốn tránh khổ cho chúng ta nên Phật răn dạy đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không cho hút thuốc, không cho uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng chân dân, cấm 5-7 điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắc khe với con? Nhưng điều đó phải khắc khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. Trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu được?
Trước ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ du đảng, bây giờ chơi với nó thì nó đập phải chịu chứ sao. Cha mẹ vì sợ con hư nên mới răng cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên Ngài chế giới răng cấm các việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành. Chứ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật, tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ, nhờ tránh nên không khổ. Đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền dây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chứ nếu mình biết, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy, thì thôi, phước ai lý hưởng, mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta. Từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn tới ghét nhau. Mai kia, lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng vui theo họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu ngó xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, vân vân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt, không dám nhìn ai hết, khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy khổ từ đâu mà có, từ tâm đố kỵ có. Nhiều khi anh em ruột, mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn trật lên trật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ chia sẻ niềm vui hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa, thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác,
kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó, phủi cho sạch sẽ, rồi lượm tập vở lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi, giúp nó qua tai nạn bất thường đó. Nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cảm ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui. Ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người, đó là tu. Chứ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng vui. Vì vậy mà chia sớt nhau cho bớt khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ cả đời mình làm lành mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu. Bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy, do có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền. Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là do đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại, trong một xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó chị oán trách xã hội bất công.
mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ đời trước mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ quán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời mình không quán trách hờn giận ai hết. Người xử sự xấu mình không trách họ, mà trách mình hồi xưa không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy. Có người ở trong chúng ai cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng nói nhẹ mình thì mình tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người tu được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay, ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ, rồi nói xấu, kiếm cách này, cách kia hại người ta. Như vậy thì thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán trách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận oán trách, như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế: một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, vân vân là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là tập đế, nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt hết nguyên nhân đau khổ thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt, đó là đạo đế. Như vậy, khổ tập là nhân và quả của đau khổ, diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân, biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân thì khổ mới hết. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam. Diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì ba thứ đó còn. Như vậy, muốn hết khổ
phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là đạo đế. Tôi thường hay nói đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chứ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết mình còn nóng giận, còn tham lam là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận tham lam, như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được di trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc trị di trùng. Thuốc trị di trùng là đạo đế. Tiêu diệt được di trùng làm cho mình khổ thì quả khổ mới hết. Ví dụ người bị bệnh rét, bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào, tìm được di trùng sanh ra bệnh rét này rồi mới cho toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc ấy mua thuốc về uống thì di trùng sẽ chết, bệnh được hết. Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc mà cứ chắp tay thưa bác sĩ cho tôi lành bệnh. Lúc đó bác sĩ nói sao? Chắc bác sĩ cũng chắp tay vái lại, tôi xin bái. Đức Phật từng nói, Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật không xin thuốc mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc, vân vân. Thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc, còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai chịu chẩn bệnh, lấy toa, nhưng đem toa về đọc hoài. Đọc tới đọc lui đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc, sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi nói, sao tu mấy năm mà không hết phiền não, kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cái đêm khoe người này người kia, tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy hết bệnh sao được? Trên đường tu chúng ta phải thật tu, chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài, như kinh Bát Nhã. Đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc lời đó chứ không chịu ứng dụng tu, nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa tu Phật không có kết quả, lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã có chia làm ba phần: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo dầm hay mấy đuôi tôm, thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông, đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn. Những kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bờ bên kia, chắc tới thuyền một quá rồi chìm luôn, chớ qua bờ không được. Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ uẩn, gồm sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa, tụ hợp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm.
thân tâm này là tướng duyên hợp. Xem cho thấu đáo, chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chứ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ít nào cũng qua hết. Thân đã không thật, thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật, do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua hết, không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia, đó là thật tướng bát nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặn, văn tự, quán chiếu, rồi mới tới thật tướng. Bây giờ, chúng ta mới chỉ cái văn tự thôi, mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hệt như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng, rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Làm gì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy? Bởi không ứng dụng đúng nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch tức tội lỗi không hết. Vì vậy tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não nên chạm tới liền buồn, buồn mới khóc. Tu mà không hết khổ là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có bài kệ, nguyên văn chữ Hán: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động, và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói chư hành vô thường. Quý vị thấy, như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc, lật bật một lúc nữa thì thấy hết phân nửa tóc bạc, chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thân như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông, thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy thì sự vật là thật hay không thật? Nếu thật thì nó phải nguyên vẹn, không đổi thay. Còn nó đổi thay thì hết thật rồi. Cho nên các hành là vô thường, là pháp sanh diệt. Như vậy muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là sanh diệt. Nếu làm vô thường là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại là đau khổ. Cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được. Sanh diệt diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt di lạc, tức lặng lẽ là vui. Lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy Phật dạy chúng ta tu từ pháp sanh diệt chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước phải biết khổ mới tìm vui.
chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui, thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận thức chín chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy, để phân tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó thì đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui niết bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng, đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát, cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên tới chóp núi rồi, ngồi yên lặng không gió mát liền nghe khỏe, thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta chịu khó, chịu cực làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Khi hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui, công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành, nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya dậy sớm tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt muối tiêu hoặc chịu đói chịu khát, vậy mới là tu. Vì tu là hành mà, chữ tu hành nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư Mãn Giác Đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác. Lúc ngài gần tịch, ngài làm một bài thơ: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mặc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai, 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 dạ nhất. Làm con phải biết. Chúng ta ai ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải có cha, có mẹ, trừ nhân vật Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khi vừa lọt lòng mẹ, những dòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn. Khi đi học thì đòi mua quần áo mới, cặp sách mới, xe mới, giày dép mới. Khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta giận dỗi, bứt tóc, bứt tai. Khi bệnh, có mẹ đầu giường thức suốt canh thâu, cha thì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho con. Chúng ta may mắn là còn có cha, có mẹ, được ở trong vòng tay thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà có những người không được cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như đơn giản ấy. Tâm lý con người, cái gì có ta không biết gìn giữ nâng niu, đến khi mất rồi lại nuối tiếc ngẩn ngơ. Có một người đàn ông xa cơ đi lạc vào một xóm nghèo ở Cà Mau mấy mươi năm trước. Anh ta vào nhà nọ, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, có vẻ đói khát lắm. Thấy tội nghiệp, cô bé vào nhà lấy cho anh một tô cơm với cá kho. Ăn xong, cô vào lấy bộ đồ mới nhất của cha mình cho ông ta mặc. Và mẹ cô bé còn cho anh một ít tiền để anh lộ phí về quê. Sanh dưỡng cù lao. Sau đó, anh định cư ở Mỹ và rất thành công trong cuộc sống. Hơn 20 năm sau, anh quay trở lại, tìm đến nhà hai vị ân nhân của mình. Anh nói, tôi suốt đời không bao giờ quên tô cơm ân nghĩa và bộ đồ ấm áp tình người. Ông ta hỏi hai mẹ con ân nhân có cần gì không? Nếu cần bất cứ điều gì, bảo lãnh cháu du học hay cần vốn liếng bao nhiêu, anh ta cũng không từ chối. Vì nhờ hai mẹ con giúp ông hôm đó, ông mới có ngày hôm nay. Nhưng hai mẹ con người kia nói,
chúng tôi không cần gì cả. Vì hai mẹ con cũng khá giả, sống trong gia đình đầy lòng nhân hậu thì còn cần gì hơn nữa. Chúng ta lúc gặp khó khăn, người ta giúp một tô cơm, một bộ quần áo, vậy mà ta nhớ và tri ân họ suốt đời. Đây là người biết ơn nghĩa và biết báo ân. Trong xã hội, quý trọng gọi người này có đạo đức. Ta thử làm bài toán nhé. Một ngày ta đơn giản hóa, sáng mẹ cho một tô cơm, trưa một tô, chiều một tô, tổng cộng một ngày ba tô, một năm ba bộ quần áo, 20 quyển vở và hàng trăm thứ khác. Nào tiền sinh nhật, tiền mua đồ cá nhân, đau bệnh, xe cộ. Ta tính xem năm nay ta 20 tuổi thì đã ăn của mẹ bao nhiêu tô cơm? 3 tô nhân 365 ngày nhân cho 20 tuổi là 14.600 tô cơm. Vậy mà chúng ta không nhớ, không tính. Con số thật khủng khiếp. Có bao giờ cha mẹ đòi hỏi ta đền đáp đâu? Vậy mà có những đứa con đã tính toán với cha mẹ của mình. Ông bà ta nói, mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Thông thường ta hay nghĩ đến những thứ cao xa, đi làm thì mọp mọp trước cấp trên, khi nhờ vả ai thì phải dạ bẩm thưa dân. Nhưng chính ta lại quên đi hai đấng sanh thành. Có khi vì một lý do nào đó mà ta còn bất kính với cha mẹ. Việc này không phải mới xảy ra đời này, mà trong thời Phật tại thế đã từng xảy ra. Phật tại nhà. Có một gia đình dòng Thủ Đà La nghèo khó, chỉ một mẹ già sống với người con trai. Anh này là một Phật tử. Một hôm, anh ta mua một nải chuối rất ngon về treo lên, định hôm sau mang vào tịnh xá cúng Phật. Chẳng may khi anh đi làm đồng, nải chuối bỗng nhiên bị rụng xuống một trái. Bà mẹ mắt sờ sệt đi vấp phải và bà nhặt lên, thấy tiếc bà đã ăn hết trái chuối bị bà giẫm lên đó. Khi anh con trai đi làm đồng về, thấy mất một trái chuối, không hỏi ngọn ngành, cứ thế mà nói nặng nói nhẹ mẹ mình. Anh ta nhằn nhủi, chuối này tôi mua về là dâng lên cúng Phật, vậy mà mẹ lại bẻ mất một trái. Bà mẹ lặng thinh, lòng đau như cắt. Hôm sau, anh ra chợ mua một nải chuối khác và cung kính vào tịnh xá dâng lên cúng dường Phật. Phật bảo, này thiện nam, Phật ở nhà sao không cúng mà đến tận đây? Anh ta ngỡ ngàng, không biết Phật đâu ra mà ở nhà mình. Liền lúc đó Đức Thế Tôn nói, cha mẹ sanh ta ra, hy sinh cho ta tất cả. Cha mẹ đối với con cái như Đức Phật đối với chúng sanh, cho mà không lấy lại bao giờ. Đối với con cái, cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Lúc ấy anh ta hiểu ra và anh đã sám hối với Đức Phật. Trở về nhà, từ đó về sau, anh là một đứa con hết mực hiếu thảo với mẹ. Lòng mẹ. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho ta nhiều nhất. Đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Tình yêu. Có một câu chuyện bên Tây, vào thời Đức Vua Salomon, có hai người đàn bà giật giành một đứa bé gái. Ai cũng nói đứa bé là con mình và khăng khăng khẳng định như thế. Các quan địa phương không sao phân xử được. Sau đó chuyển vụ tranh chấp này lên Đức Vua Salomon. Nghe hai bà mẹ phân bua, vua liền phán. Hai người đều có lý nên ta xử thế này. Chặt đứa bé làm hai, mỗi người mỗi nửa. Lúc đó, có một người đàn bà quỳ lại Đức Vua xin thua kiện. Bà ngậm ngùi khóc nức nở, trong khi người đàn bà kia hí hửng dẫn đứa bé đi. Liền lúc ấy, Đức Vua can lại và chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang dẫn đứa bé và quát. Bà không phải là mẹ của đứa bé, chính bà kia mới là mẹ ruột. Chỉ có mẹ ruột mới không nỡ nhìn con mình bị nạn mà thôi.
thà thua cuộc chứ không để con phải chết. Những điều mà mẹ cha làm, mẹ cha nghĩ thì làm sao ta biết hết được. Như thầy Thiện Thuận ví mẹ như bóng mây che chở cho con. Như thầy Trí Chơn ví mẹ lại là bến yêu thương cho thuyền con neo đậu. Như cô Hương Nhũ ví cha mẹ lại là nắng ấm mùa xuân, vân vân. Mà chúng ta lại không nghĩ ra được điều đó, ta không biết. Có bà mẹ lại có những sở thích lạ lùng, không hiểu tại sao bà lại thích cúng Phật mỗi bông trang, mặc chỉ thích mặc áo bà ba, thích mang mỗi đôi dép Lào, thích đắp chiếc chăn cũ rích, nằm gối thâm đen. Chuyện như thế này. Ánh nắng chiếu le lói qua ô cửa sổ. Tôi ngồi dậy một cách nặng nề, mệt nhọc, vì tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời. Người ta đã thay cho tôi một quả thận mới. Nó đã bắt đầu hoạt động, xu hướng hết sức khả quan. Món quà sinh nhật. Tay chân và cả người tôi nhẹ nhàng ra, xoay trở cũng thoải mái hơn trước. Tôi thử ấn mạnh vào da rồi buông ra, vết khuyết vào dường như không còn. Như vậy có nghĩa là tôi đã hết phù, thận đã hoạt động tốt trở lại. Tuy vết mổ còn rất đau, nhưng tôi mừng thầm vì cơ hội sống của tôi đã đến. Tôi có thể học tiếp đại học sư phạm, ngành mà tôi đã ước mơ từ nhỏ. Trên chiếc bàn đặt ở cạnh đầu giường của phòng hậu phẫu, gói quà nhỏ xíu, xinh xắn, được gói cẩn thận, hoa hồng màu đỏ thắm và chiếc nơ vàng rực rỡ. Tôi thấp thỏm chờ đợi mở món quà sinh nhật của mẹ tôi. Vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Tuy không dư giả gì lắm, nhưng năm nào mẹ tôi cũng tặng tôi những món quà mà tôi yêu thích nhất, có những món rất đắt tiền. Mẹ tôi phải nhịn cả ăn sáng để dành tiền bỏ ống heo. Tôi biết được điều đó nên tôi càng thương yêu mẹ hơn. Nhưng tôi không đời nào lại muốn mẹ tôi phải vì món quà sinh nhật làm cho tôi vui lòng mà lại chịu khổ như vậy. Nhìn dáng mẹ hao gầy, già trước tuổi, lòng tôi như se lại. Tôi nói, mẹ đừng tặng con quà sinh nhật nữa, để dành tiền chăm lo sức khỏe cho mẹ. Món quà lớn nhất của con là có mẹ bên cạnh. Bà xoa đầu tôi như truyền tất cả sự yêu thương và hy vọng sang tôi. Từ ngày cha tôi mất với căn bệnh ung thư phổi quái ác, mẹ tôi dường như già đi. Có người bảo, cha tôi do hít phải bụi phấn nhiều quá nên sinh bệnh. Mà họ nói cũng có thể lắm chứ. Một tuần 20 tiết trên lớp và vô số tiết dạy ngoài giờ. Có hôm bà tôi dạy cả 3 ca 12 tiết. Ông không nài khổ khó, mong sao kiếm những đồng tiền chân chính từ mồ hôi và nước mắt của mình. Vậy mà sau một thời gian dài tích lũy, đã mua được căn hộ chung cư. Không còn cảnh sống thuê phòng trong khu lao động nghèo nữa. Ông hay sốt nhẹ vào buổi chiều và ớn lạnh cho dù trời nắng, nhưng ông cố lướt. Ỷ vào sức trẻ có thể hàng phục bệnh tật, chỉ đi khám bệnh qua loa ở cơ sở y tế phường với sổ bảo hiểm y tế. Tôi biết, thâm tâm bà tôi rất sợ đi khám ở trung tâm lớn. Ông sợ lòi ra bệnh gì thì khốn. Không phải là ông sợ chết, mà ông sợ phải tốn tiền, sợ người vợ trẻ phải chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, sợ con gái rượu phải thiếu thốn, vì mẹ tôi đã khổ quá nhiều rồi. Lúc ba mẹ tôi yêu nhau thời sinh viên, gia đình ông bà ngoại tôi không đồng ý chỉ vì ba tôi nghèo, không đất đai cắm dùi. Ông bà sợ con gái mình phải khổ khi ưng cái thằng giáo viên quèn, chẳng có thứ tài sản gì ngoài cái mã bên ngoài làm say lòng các cô nàng mơ mộng. Ông bà tôi nói, nếu còn cãi lời cha mẹ ưng nó thì cha mẹ không can ngăn nữa, nhưng sau này có khổ gì thì ráng chịu, cha mẹ không có trách nhiệm. Mẹ tôi vì tình yêu mà theo ba tôi, chấp nhận đám cưới sơ sài, dân quê gọi là lễ tuyên bố. Hai người nắm tay lên thành phố lập nghiệp. Cũng may được nhận vào dạy ở một trường dân lập mới mở cửa. Càng ngày sức khỏe ba tôi càng yếu dần, ho ra ít máu tươi.
Mẹ tôi hoảng quá đưa ba tôi đi viện, mới phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn di căn. Không bao lâu, ba tôi qua đời. Tất cả các gánh nặng đều đè lên vai mẹ. Mẹ sống vì tôi, không màng đến những người đàn ông xung quanh, không ít lần bóng gió xa gần. Mấy năm nay tôi cứ bệnh liên miên. Bác sĩ kết luận bị hội chứng thận hư. Người tôi mỏi mệt, rũ rượi như ma nhập, mình mẩy căng tròn lên. Bác sĩ yêu cầu phải chạy thận và họ đề nghị phải phẫu thuật ghép thận, nếu không tôi không thể kéo dài mạng sống lâu hơn. Mẹ tôi với đồng lương giáo viên khiêm tốn còn phải lo cho tôi ăn học. Bảo hiểm y tế không thể chi trả ca phẫu thuật lớn như vậy. Nếu đi ghép thận ở Trung Quốc, trọn gói cũng khoảng trên 400 triệu đồng. Điều kiện nhà tôi thì không thể. Mẹ tôi hết sức đau khổ khi nhìn thấy con gái sức khỏe mỗi ngày mỗi tệ đi. Tôi thấy mẹ tôi gầy đi rất nhiều vì phải dạy thêm giờ, nhận làm gia sư cho mấy đứa nhỏ. Tôi rất xót xa, nhưng không còn cách nào hơn được. Tôi yêu mẹ, không muốn cho mẹ phải vất vả vì tôi. Tôi quyết tâm học thật giỏi, sau này thành đạt để khỏi phụ công của mẹ đã hy sinh quá nhiều cho tôi, mà lẽ ra mẹ phải hưởng những gì cuộc đời ban cho mỗi con người. Nhưng cơn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả ước mơ của tôi. Hễ nghe ở đâu có ai trị bệnh hay là tôi mò đến. Hết thuốc bắc rồi thuốc nam, kể cả trị bằng nhân điện tôi đều thử, nhưng vô vọng. Bác sĩ bảo thận đã bị hư, không còn cách nào khác. Một hôm, mẹ tôi bảo có tổ chức từ thiện nước ngoài đứng ra tài trợ cho tôi phẫu thuật ghép thận. Tôi rất mừng nhưng lại lo lắng vì tôi sợ phải mổ. Nghĩ đến phải chịu đau đớn là tôi muốn thối lui. Mẹ an ủi dỗ về. Mẹ nói, con cố gắng chịu đau một chút, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tương lai đang chờ con phía trước. Phẫu thuật xong là đến ngày sinh nhật con, mẹ sẽ tặng con một món quà. Cố lên đi con yêu của mẹ. Tôi nũng nịu, nhưng không phải từ tiền mẹ nhịn ăn sáng đâu nha. Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu dỗ an. Sự thật, có mẹ ở bên tôi cũng rất an tâm. Lịch phẫu thuật đã được ấn định. Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên viên nước ngoài của Tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới. Họ giúp các bác sĩ chúng ta phẫu thuật những ca ghép tạng mới mẻ như ghép thận, gan, giác mạc, tim. Tôi nằm trên chiếc ghế phòng mổ, được phủ lên người mảnh vải trắng. Tất cả đã sẵn sàng, chùm đèn bật sáng. Cô y tá tiêm cho tôi mũi thuốc. Bác sĩ đứng bên cạnh hỏi tôi mấy tuổi, học trường nào, có người yêu chưa. Tôi trả lời được hai câu, thấy buồn ngủ lắm, và tôi nhắm mắt ngủ luôn, không còn biết gì nữa. Tôi mơ thấy tôi khỏi hẳn bệnh, không cần phẫu thuật. Có ông tiên trong truyện cổ tích đến cho tôi 5 viên thuốc 5 màu khác nhau. Tôi uống vào, nghe người khỏe hẳn. Tôi tiếp tục đi học năm thứ 2 của trường đại học. Sinh nhật tôi được mẹ tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Thứ nhất, mừng tôi vừa tròn 20 tuổi. Thứ hai, ăn mừng tôi khỏi bệnh. Chiếc bánh bông kem 3 tầng to đùng có chữ đỏ viết theo lối thư pháp. 20 ngọn nến cắm xung quanh. Tất cả bạn bè tôi xưa nay đều đến chúc mừng đông đủ. Ôi những món quà dễ thương làm sao, từ búp bê cho đến các thứ đồ chơi tôi thích. Chiếc nhẫn ngọc trai nuôi ở đầm sen, sợi dây chuyền vàng trắng xinh xinh, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, xe Spacey màu huyết. Đặc biệt là chiếc máy tính laptop hiệu IBM tôi hằng mơ ước, nay trở thành hiện thực. Tôi lộng lẫy trong chiếc đầm trắng phao như nữ hoàng Anh. Mẹ tôi hôn tôi, hãnh diện với nhan sắc con gái, mang mát hình bóng người chồng. 1, 2, 3. Tôi thổi một hơi dài, tắt tất cả các ngọn nến. Căn phòng trở nên tối đen, tôi không nhìn thấy ai nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy thân thể nặng nề, hơi đau. Định thần nhận ra mình đang nằm ở phòng hậu phẫu, không ai được vào, chỉ có mấy cô y tá chăm sóc. Tôi đợi hàng giờ, không thấy ai đến mừng sinh nhật tôi.
chỉ có mấy cô y tá đến tiêm thuốc và trực vô nước biển. Tôi hỏi, chị ơi, phòng này có cho bạn em vào thăm được không? Mỉm cười, không em ơi, đợi khi em khỏe, bác sĩ cho ra phòng ngoài thì có thể. À, mà em có quà sinh nhật nè. Cô y tá lấy gói quà đưa tôi, bên ngoài có dòng chữ viết nắng nót. Chúc mừng sinh nhật con, mong con khỏe mạnh, chống bình phục. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi mở gói quà ra xem. Ồ, chiếc nhẫn vàng xinh xinh, trên có viên ngọc trai hồng mà tôi rất thích. Năm trước đi chơi ở Đầm Sen, tôi nhìn thấy thích chiếc nhẫn này mà không đủ tiền mua, đến 450.000. Tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì. Một năm trôi qua, vậy mà mẹ tôi vẫn nhớ. Tôi lấy đeo vào tay thật vừa vặn. Tôi rất thích như quên đi cảm giác đau đớn. Tôi nói thầm, con yêu mẹ, mẹ ơi. Tôi đợi hoài không thấy mẹ tôi vào thăm. Chắc có lẽ phòng hậu phẫu này người nhà không được vào thăm hay sao ấy. Các người vào thăm tôi không biết họ là người nhà hay bác sĩ, vì họ toàn mặc áo blue trắng cả. Tôi mong gặp mẹ để cảm ơn món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng tôi. Tôi hỏi cô y tá hơi lớn tuổi, cô ơi, bao giờ con được ra phòng ngoài hả cô? Cô y tá nhìn tôi thông cảm trả lời, khi nào có người nuôi bệnh đến nhận, chắc chiều hoặc mai thôi cháu à. Thế còn mẹ cháu đâu? Tôi thắc mắc. Mẹ cháu nhờ bạn đồng nghiệp nào đó nuôi cháu, họ hứa chiều nay mới vào. Nhưng một mình mẹ cháu cũng có thể chăm sóc cho cháu mà. Cô y tá trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ như ngạc nhiên. Cháu không hiểu à, mẹ cháu đang nằm ở khu hồi sức bên kia. Tôi giật mình hỏi lắp bắp, mẹ cháu bị làm sao vậy cô? Thì mẹ cháu phải phẫu thuật mới lấy được một quả thận thay cho cháu chứ. Tôi bàng hoàng, trời ơi, tim tôi như nghẹn lại, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra. Thì ra món quà sinh nhật mà mẹ tặng tôi lúc tròn 20 tuổi không phải là chiếc nhẫn, mà là quả thận của mẹ tôi. Của mẹ tôi. Của mẹ tôi. Của mẹ tôi. Sở thích lạ lùng. Phước đang quỳ bên hông chiếc quan tài của mẹ. Bên cạnh cô là hai đứa em đang nằm lăn queo ngủ vì cả ngày chạy dậy lăn xăng. Hai cây nến trước tiền bàn leo lét tranh tối tranh sáng, hòa quyện vào khói nhang phủ mờ trên di ảnh. Tấm hình được phóng to từ giấy chứng minh nhân dân nhạt mờ không rõ nét. Một người đàn bà nửa trẻ nửa già, khó phân định trên đôi mắt hằn sâu, mái tóc lơ phơ bạc, vẻ khắc khổ của một người từng trải. Tuy hồi nhỏ đến giờ sống bên mẹ, nhưng Phước rất ít khi có thời gian nhỏ to tâm sự. Cha cô mất sớm bởi một cơn bệnh đột quỵ ở tuổi chưa đầy 40. Để lại cho mẹ cô ba mái đầu thơ dại. Cha mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, vất vả, làm công nhân cho một xí nghiệp quốc doanh, dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được căn hộ chưa đầy 20 mét vuông nằm sâu trong con hẻm của xóm lao động nghèo. Phải đi vay nợ thêm một số tiền rồi trả dần. Nợ nhà vừa trả xong thì cũng là lúc cha cô vội ra đi. Ba chị em Phước là cả một gánh nặng cho mẹ. Từ sáng mẹ đi làm đến tối mịt mới về, có khi mẹ làm ca đêm. Từ nhỏ Phước luôn trách mẹ tại sao lại bỏ ba chị em mà đi mãi. Thậm chí có ngày chủ nhật muốn mẹ dắt đi chơi nơi này nơi nọ, mẹ cũng từ chối. Mẹ tranh thủ đi chạy bàn cho những nơi cần người phục vụ theo giờ. Như thế Phước và thằng Lộc với con Út Thọ thui thủi bên nhau mà lớn lên. Phước tốt nghiệp đại học ngân hàng, làm việc gần năm nay. Còn thằng Lộc và con nhỏ Út sang năm cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và bách khoa rồi. Mới 55 tuổi mà dáng mẹ gầy còm, xanh xao. Thấy mẹ mỗi ngày một già đi và yếu dần, Phước bảo mẹ đi khám bệnh. Mẹ nói, không sao đâu, mẹ có bảo hiểm y tế mà.
Cho đến một ngày, hay tin mẹ xỉu trên đường đi làm, người đi đường đưa bà vào bệnh viện. Phước ngỡ ngàng khi biết mẹ bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ thấy mình không qua khỏi, bà nằng nặc đòi về dưỡng bệnh tại nhà. Phước xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ xanh xao, phờ phạc, Phước thương mẹ vô cùng. Hơn 10 ngày sống bên mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời Phước có dịp gần gũi chăm nom cả nhà sum họp. Cho đến một ngày, mẹ không còn gượng dậy được nữa. Phước nhớ sáng hôm ấy, trời vừa hừng đông, mẹ kêu Phước dậy thay nước trên bàn thờ cúng Phật và bảo Phước ra chợ mua một bó hoa hồng nhiều màu đẹp nhất, một bó hoa huệ, hoa cúc, hoa ly. Phước ngỡ ngàng vì từ trước đến nay có bao giờ mẹ thích những loài hoa dương giả này đâu. Mẹ là một Phật tử, tu theo pháp môn niệm Phật, trên bàn thờ trang hoàng hình Tây Phương Tam Thánh. Lúc trước, những khi rảnh rỗi, mẹ mua chậu về trồng bông trang rồi tranh thủ tưới sớm chiều. Mỗi khi rằm 30 là bà cắt bông trang vào cúng trên bàn thờ Phật. Phước hỏi, sao mẹ không mua hoa hồng, hoa cúc cúng cho đẹp? Bà nói, mẹ chỉ thích bông trang mà thôi. Vậy mà sáng nay, mẹ lại bảo Phước đi chợ mua bông, nhưng đặc biệt không có bông trang. Đây là điều mà Phước rất lấy làm lạ. Vì hôm nay ngày rằm, bà trang hoàng nơi điện Phật thật trang nghiêm. Bà bảo Phước giúp bà tắm rửa thay bộ đồ mới mà Phước đã lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ, mặc ngoài áo tràng lam và đỡ bà dậy lễ Phật. Phước hỏi, mọi khi mẹ chỉ thích cúng Phật bông trang thôi mà, sao hôm nay lại? Bà nhìn Phước xoa đầu nở một nụ cười hiền lành, bao dung. Cái gì cũng phải thay đổi, lâu lâu mẹ cũng thay đổi sở thích chứ. Bà xoa đầu Phước và trao cho một gói tiền được xếp cẩn thận. Đây là tiền mẹ lãnh hưu non một lần, còn giữ mà lo cho hai đứa em trong những năm cuối đại học. Phước nói, thì mẹ cất đi. Mẹ bệnh trầm kha còn làm được gì, còn giữ mà chi tiêu trong gia đình. Con mới đi làm lương được bao nhiêu? Con lớn rồi, có thể quán xuyến gia đình thay mẹ. Mẹ dành thời gian nghỉ ngơi con à. Phước nhìn làn môi trắng nhợt nhạt của mẹ như thầm mách bảo cô một điều gì đó chẳng lành mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Phước nhận tiền từ đôi tay run run của mẹ. Bà bảo kêu hai đứa em con dậy. Cả ba chị em ngồi xung quanh. Bà dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho Phước mở máy niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lần theo nhịp điệu rồi chậm dần và dừng hẳn. Út Thọ thét lên, mẹ không còn thở nữa chị hai ơi. Ba đứa con gào khóc trong sự ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu niệm Phật của mẹ. Lúc khâm liệm mẹ, Phước gom góp tất cả đồ đạc, chỉ dõn dẹn ba bộ đồ ngã màu, một cái mền cũ kỹ, một cái gối thêu đôi chim uyên ương thâm đen, đôi dép lào mỏng dánh. Phước cố tìm, lục tung mọi nơi, không còn gì khác cả. Phước nghe như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực mình. Trong khi ba chị em, tủ đựng quần áo không có chỗ treo, dép màu này màu nọ. Đêm nay, Phước thức trắng đêm, một đêm sau cùng bên mẹ. Để mai này đưa mẹ đến lò thiêu, vĩnh viễn không còn dịp nào ở bên mẹ nữa rồi. Cô bật khóc nghẹn ngào, dường như cô hiểu ra một điều gì đó. Bất thần, cô lấy tay vỗ vào thành quan tài trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ của con. Cầm mấy chục triệu đồng lương hưu non của mẹ, Phước run run nghẹn ngào. Hai đứa em giật mình thức dậy ngơ ngác. Lộc, Thọ, hai em có biết không? Lương công nhân của mẹ chưa đầy 3 triệu một tháng. Vậy mà mẹ đã nuôi ba chị em mình vào được đại học. Thời buổi vật giá leo thang như bây giờ,
tiền ăn sáng, ăn tối của ba chị em hơn 1 triệu, tiền sách vở, tiền học phí gần 3 triệu, làm sao mẹ xoay sở? Mẹ phải làm ca ba, làm thêm cả ngày chủ nhật. Chị em mình xin hết tiền này đến tiền nọ, nào quỹ lớp, bảo lục, đi chơi, vài 3 triệu đồng. Mẹ ơi, mẹ, con đã hiểu tại sao cả đời mẹ đến nơi tôn kính nhất như bàn thờ Phật mà mẹ chỉ thích cúng mỗi bông trang tự tay mẹ trồng. Tại sao mẹ chỉ thích nằm chiếc gối cũ thâm đen với đôi chim uyên ương ngày cưới? Tại sao mẹ chỉ thích mỗi một chiếc mền đắp hơn 20 năm của cha để lại? Tại sao mẹ chỉ thích mang đôi dép lào mòn như lưỡi lam? Tại sao mẹ chỉ thích mặc mấy bộ đồ đã sờn dai của ba mua tặng mẹ lúc trước? Tại sao mẹ thích ăn chay, rau muống chấm nước tương? Chiếc quan tài nhỏ xíu được hội từ thiện tặng mà vẫn quá lớn so với thân mẹ. Tất cả vật dụng gom hết để vào vẫn còn rộng. Mẹ ơi, con hiểu rồi. Trước đây con những tưởng sở thích của mẹ lạ lùng như thế. Nhưng không phải vậy mẹ ơi. Chỉ duy nhất một sở thích mà mẹ thay đổi trước khi chết là cúng những đóa hoa dương giả đắt tiền trên bàn Phật. Trời oi bức của đêm hè mà sao lòng ba người trẻ cảm thấy lạnh quá chừng. Không biết họ sống ra sao đây trong những ngày không mẹ. Phước nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mẹ ơi, cả đời mẹ chỉ biết lo cho các con. Đến lúc các con đã trưởng thành thì mẹ đã kiệt sức tàn hơi. Phải chi mẹ cố sống bên chúng con sẽ mua tặng mẹ đôi dép mới. Thằng Lộc, Úc Thọ sẽ lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ cái mền, chiếc gối mới toanh và vài bộ đồ mà mẹ chỉ dám nghĩ trong ký ức. Con sẽ mua tặng mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ đỡ vất vả bên chiếc xe đạp cà tàng, xúc sên, mòn líp. Những ngày rằm 30, con sẽ mua thật nhiều bông đẹp để mẹ trang hoàng trên điện Phật. Lúc đó rảnh rỗi, mẹ sẽ thực hiện ước mơ ngàn đời của mẹ là được một lần đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất, hay chí ít là tu một ngày chủ nhật. Những ước mơ bình dị như vậy cũng đã quá xa xỉ với mẹ. Mẹ ơi! Trên di ảnh, gương mặt vẫn vẻ u buồn của bà mẹ, nửa trẻ nửa già, qua làn khói hương mờ nhạt. Chắc giờ này ở Tây Phương Cực Lạc, bà nở nụ cười mãn nguyện trong những cánh sen dưới chân Đức Phật Di Đà. Vì biết các con bà đã hiểu ra tại sao bà có những sở thích lạ lùng. Tie Tèo. Thầy nhớ khi thầy học năm 2, năm 3 gì đó ở trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Một đêm nọ khoảng 9 giờ tối, có một người bạn dưới quê lên thăm và rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở một quán dĩa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Quán khách ra vào tấp nập, thầy thấy ở một gốc cây ven đường có 2 đứa bé trai, quần áo dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, có vẻ dạn dĩ, đứa nhỏ 4-5 tuổi, nhỏ xíu, tỏ ra nhút nhát hơn. Chúng đang cầm cái lon, cái bọc gì đó, đứng lấp ló ở gốc cây nơi gần bàn ăn của một đôi nam nữ. Khi thấy đôi nam nữ tính tiền xong, vừa đứng lên là chúng chạy tới, xớt liền phần ăn thừa của 2 tô hủ tiếu đổ vào cái lon và 2 ly trà đá uống dở vào trong cái bọc. Lúc đó cô chạy bàn chạy đến quát tháo đuổi chúng đi. Chúng lại chạy ra gốc cây lấp ló rình mò. Thầy lấy làm lạ nên để ý theo dõi. 2 đứa đợi một ông khách sang trọng vừa ăn xong đứng lên, chúng lại chạy ào vào. Lúc này chúng không xớt hủ tiếu thừa nữa, mà nhanh như cắt, đứa lớn cầm tô cho đứa em húp một hơi, rồi nó cầm húp lấy húp để, chớp một cái sạch dao. Đứa em lấy ly trà đá còn dư uống cái ực, rồi đưa cho anh nó một cách khẩn trương. Cô phụ việc chạy đến cầm mấy chiếc đũa định rượt đánh 2 đứa nhỏ. Thầy ngăn lại hỏi, chuyện gì vậy cô? Cô phụ việc cau có nói, mấy cái thằng bụi đời dơ giấy
đến đây ăn đồ thừa kiểu này ma nào dám tới ăn nữa. Thầy ra hiệu cô thôi đi. Thầy nói, này cô mang cho tôi 2 tô hủ tiếu đặc biệt có trứng gà nhé. Cô phụ việc miễn cưỡng làm theo. Thầy quay sang 2 đứa nhỏ rụt rè sợ sệt, lấp ló bên gốc cây dầu, giọng trìu mến. Này 2 cưng, vào bàn ăn đi, bữa nay anh đãi. Đừng sợ không tiền trả. Cả 2 đứa ái ngại, dò xét. Chắc trong bụng chúng nghĩ, trên đời này có người nào lại tốt vậy sao? Nhưng với thiện ý và lời lẽ nhẹ nhàng của thầy, khiến 2 đứa bé an tâm. Thầy lấy tay đẩy nhẹ chúng ngồi vào bàn khuất nơi gần gốc cây. 2 tô hủ tiếu nóng hổi, nghi ngút khói dọn lên. Thầy bảo, 2 đứa tự nhiên ăn đi. 2 đứa nhìn thầy có vẻ ngại. Thầy thấy vậy để chúng tự nhiên và trở lại bàn giả vờ ăn tiếp, nhưng để ý theo dõi. Chúng không ăn liền và ra ám hiệu gì với nhau. Đứa nhỏ chạy ra gốc cây lấy cái lon và cái bọc vào. Quan sát không thấy ai để ý, nhanh như cắt chui ngang gầm bàn, mở cái bọc ra cho anh nó đổ hết tô hủ tiếu vào, xong chui về chỗ ngồi. Đứa lớn lấy cái lon mở nắp đổ hết phần thức ăn sớt từ chiều vào tô và đổ hủ tiếu từ bọc vào lon. Xong, 2 đứa quan sát không thấy ai để ý, chúng giả bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi trang nghiêm đường hoàng, nhặt nhạnh từng lá rau đến sờ cả cuốn bỏ vào tô, không quên nêm tương, cà, sa tế. Đứa lớn có phần kín đáo hơn, đứa nhỏ thì cắm đầu vào ăn cong cả cổ. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu nó hít mũi cái rột. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, đứa bé uống một hơi ừng ực sạch trơn ly trà đá. Còn đứa lớn thì uống nước trong bọc và đổ ly trà đá vào bọc. Chúng lẳng lặng ra về. Lúc đó, thầy mới đi theo sau lưng. Chúng giật mình. Thằng lớn lấy cái lon và bọc trà đá giấu phía sau lưng, dường như sợ thầy lấy lại. Thầy ôn tồn hỏi, sao mấy đứa không ăn hết mà mang về làm gì? Thấy 2 đứa ấp a ấp úng không nói nên lời, thầy hỏi lần nữa, có việc gì khó nói à? Thằng lớn cúi đầu xuống khóc thút thít như đè nén từ lâu. Nó vừa khóc vừa nói, con mang về cho mẹ. Thầy ôn tồn bảo, mẹ bị làm sao? Mẹ con bệnh mấy ngày không ăn gì. Nói rõ xem nào, mẹ đang ở đâu? Nó chỉ tay về góc phố và hướng dẫn thầy đến đó. Ở một góc đường gần ngã tư vắng vẻ, bóng đèn bạc lại từ xa, nửa tối nửa sáng. Gần đó có mấy quán bia bán bên lề đường. Một mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc. Cách đó không xa, một dãy xe đựng rác tập kết bốc mùi khó chịu. Thằng lớn chỉ tay cạnh bức tường rào dưới một cái bao đựng gạo cắt ra che bên trên. Một người đang nằm co ro có vẻ mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, tóc rối, ốm yếu, xanh xao, cặp mắt sâu thẳm có quầng do mất ngủ. Người đàn bà nhìn thầy vẻ ái ngại. Thầy hỏi, chị bị bệnh à, có thuốc men gì chưa? Cô ta lắc đầu, cúi xuống. Qua trao đổi, mới biết cô và 2 cháu đang ở lang thang không nhà cửa. Sau đó, thầy giúp cô về Bình Phước, quê ngoại của 2 đứa bé. Cô còn người mẹ già đang sống với gia đình người em trai cũng nghèo lắm. Cô cứ bệnh hoạn hoài, xem ra không thể nuôi nổi 2 đứa con, nên cô quyết định cho bớt 1 đứa nhỏ. Có người mai mối, 2 vợ chồng ông người Pháp xin con nuôi. Thủ tục đã xong, buổi chiều chia tay cũng đến. Tý và Tèo, tên 2 anh em, theo mẹ về Bình Phước ở cạnh nhà ngoại có căn chòi của chủ đất giữ vườn, rồi họ về thành phố nên ba mẹ con ở tạm. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ngày ngày mẹ phải gánh rau ra chợ bán kiếm tiền. Tý và Tèo cũng ra giúp mẹ lựa rau sâu. Những tưởng gia đình hạnh phúc, bất ngờ vào tối hôm đó sau buổi ăn,
mẹ kêu Tèo và Tí đến vuốt ve hai con. Mẹ nói: "Hai đứa có thương mẹ không?" "Dạ thương." Hai đứa nũng nịu: "Thương thì phải nghe lời mẹ dạy." "Dạ." "Ba con mất sớm, mẹ bệnh hoài. Mẹ muốn các con sống đầy đủ và có ăn học như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ không thể nuôi hai con. Có hai vợ chồng ông người Pháp đàng hoàng lắm, muốn xin con nuôi. Mẹ dự định cho Tèo đi theo vợ chồng ông ấy. Sáng mai người ta đến." Quá bất ngờ trước quyết định của mẹ, Tí và Tèo ngỡ ngàng. Tèo la lên: "Con không chịu đâu, con sống với mẹ." Ờ thì sống với mẹ." Bà mẹ nén nỗi xúc cảm. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ai ngủ, mỗi người đều có một dòng suy tư. Riêng Tèo nó linh cảm một cái gì đó. Sáng sớm thấy hai vợ chồng ông Tây to đùng và mấy người đến nhà, Tèo nấp vào kẹt lu đựng nước. Qua trao đổi với người phụ nữ xong, một thanh niên bước đến dẫn Tèo ra. Nó không chịu cố bám vào thành lu kêu lên: "Mẹ, mẹ, mẹ đừng cho con, mẹ ơi." Người đàn bà nói trong nước mắt: "Ở với mẹ con lấy gì mà ăn?" "Con ăn gì cũng được, con uống nước cũng được, mẹ đừng cho con sợ lắm." Thấy mẹ nó ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt chảy ràn rụa, có vẻ không ăn thua. Nó quay qua kêu: anh hai cứu em." Lúc này Tí không biết gì nữa, nó cứ ôm ghì lấy gốc cột mà khóc. Trong lúc anh thanh niên bế thóc Tèo lên, bà người Pháp đi theo vuốt ve. Nó giãy giụa nhưng vô hiệu. Nó không biết tại sao mẹ nó lại đem nó cho một người xa lạ. Không hiểu sao anh nó lại không binh vực nó. Khác với những ngày lang thang, có hôm anh nó dám rượt lũ chó khốn kiếp mà anh nó rất sợ để bảo vệ nó. Có lần anh nó dám xông vào đánh cái thằng to con ăn hiếp nó, để rồi anh nó bị người ta đánh sưng cả mặt. Anh nó từng nhường cho nó húp trước những tô phở thừa, còn cặn lại mới húp sau. Vậy mà hôm nay cả mẹ và anh nó không còn thương nó nữa rồi. Nó sinh tâm trách hờn, oán giận mẹ và anh nó. Ôm lòng hờn trách đó mà mười mấy năm nay nó chưa một lần viết thơ từ hỏi thăm mẹ và anh nó. Cho đến một ngày nó tốt nghiệp trường trung học ở Pháp, cha và mẹ nuôi nó bảo về Việt Nam thăm gia đình, nó mới miễn cưỡng đi về với cái tên Pierre Tèo. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, nó không có một chút cảm giác gì thân thiện cả. Vì nơi đây, mảnh đất này đã từ chối nó, thì không lý do gì nó yêu quý cả. Lần theo địa chỉ với vốn tiếng Việt ít ỏi, nó cũng tìm ra nơi chốn xưa. Nó nghĩ mẹ và anh nó sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó, một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai, trở về từ một nước văn minh. Ngôi nhà ngày xưa đã không còn nữa, dấu vết thời gian như phủ kín rêu phong. Nó lần dò đến nhà ngoại, cậu nó đi vắng, mợ nó đã trao cho nó một gói quà to to, bảo của mẹ nó gửi cho nó làm kỷ niệm. Nó mở quà ra, là một tấm hình ép gỗ, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn người đàn bà, nó nhận ngay ra là mẹ nó, và nó cũng nhận ra anh hai. Một thoáng trong ký ức, đây chắc là cha mình, đây là anh mình đây. Một cái hộp trang trọng, nó mở ra xem, thấy bức thơ được viết chữ nắng nót. Tiếc thay nó không biết đọc chữ Việt, nó nhờ một người khác đọc xem nội dung ra sao. Nó chờ đợi. Một người con gái của cậu giúp nó làm việc đó. "Tèo, con yêu quý của mẹ." Nó biểu môi, yêu mà cho người ta. "Khi con nhận được bức thư này, chắc mẹ và anh con không còn trên đời này nữa. Nhưng trong thế giới bên kia, mẹ vẫn dõi theo con từng giờ từng phút." Nó giật mình, ngỡ ngàng không hiểu gì cả, bán tín bán nghi. "Con biết không, ba con và mẹ gặp nhau ở một công trường xây dựng rồi lấy nhau. Hai con lần lượt chào đời. Tuy gia cảnh nghèo, vất vả, phải ở nương nhờ nhà nội chật chội trong thành phố
mà vẫn vui. Cha con bị người ta rủ rê chích ma túy nên bị nhiễm HIV khi nào không biết. Nhưng khi cưới mẹ là cha đã cai và quyết làm lại từ đầu. Nhưng số phận nghiệt ngã, con virus đó đã lây sang mẹ và anh hai của con. Nhưng con may mắn không nhiễm. Sau khi cha con qua đời, gia đình nội con sợ bị mẹ con mình lây bệnh nên đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Đó là lúc gia đình mình ở ngoài vỉa hè, mẹ đi bán vé số, đến lúc hết vốn phải đi lượm bọc ni lông và lon bia sống qua ngày. Hai con phải đi xớt thức ăn thừa của người ta trong những ngày mẹ ốm đau không có tiền. Sau đó, mẹ con ta về quê ngoại tá túc. Bệnh mẹ càng ngày càng trầm trọng. Thứ nhất, mẹ sợ lây sang con. Thứ hai, mẹ sợ không thể chăm sóc con đến lớn. Nên mẹ đành đứt ruột mà cho con sang Pháp để con có tương lai hơn. Tèo bàng hoàng, đầu nó cảm thấy choáng váng. Hằng đêm, mẹ cầu trời Phật cho con được bình an. Anh hai con cũng chung số phận với mẹ. Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ, không được học hành, nghèo túng, thiếu thốn, bệnh tật. Ước nguyện sau cùng là mẹ xin con tha thứ cho mẹ. Nếu mai này con có về Việt Nam, hãy vào chùa, mang hũ cốt cha, mẹ và anh hai của con ra sông Sài Gòn đổ xuống, để cha mẹ và thằng Tí thanh thản ra đi. Chúc con an lành và hạnh phúc. Mẹ yêu con. Tèo nhỏ xíu của mẹ. Lúc này Pierre Tèo không còn đủ sức gượng dậy. Cơ thể hơn 70kg của nó đổ sụp xuống như một cây to bị một làn gió lớn quật ngã. Nó nghẹn ngào khóc không nên lời. Lần đầu tiên nó khóc bằng tiếng Việt. Với cái giọng ấm ấm, thương thương, cứ mỗi buổi chiều mẹ nó gánh hàng về tới bờ hè là gọi mẹ. Cũng cái giọng đó đã xé tan lòng mẹ khi nó kêu nài lúc bị người khác bắt mang đi. Thứ tiếng thân yêu mà nó đã từng nghe qua trong giai điệu mẹ nó hát ru khi nó còn bé xíu. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Con đi cách trở xa xăm, quê hương mẹ đợi. Ầu ơ, bao năm con chưa về. Ôi, câu hát ru của mẹ sao ngọt ngào như dòng nước Cửu Long, thân thương như cánh đồng lúa chín, hiền hòa như làn điệu dân ca. Giờ đây nó cảm thấy dẫu ở bên nước Pháp xa xôi, tháp Eiffel có cao to hùng vĩ vẫn không cao bằng tượng đài của mẹ nó hóa thân. Dẫu dòng sông Seine thơ mộng đến đâu cũng không đẹp bằng tình nghĩa anh em. Bất giác, Pierre Tèo thốt lên mấy lời bằng tiếng Việt mà nó đã quên từ lâu. Tiếng nó phát âm còn chuẩn hơn khi nó hát một bài ca tiếng Pháp. Mẹ ơi! Anh hai ơi! Nó theo điệu lệ rơi thấm đá. Chiều về quê hương thiết tha, dáng mẹ mỏi mòn trong con nơi đất xa. Quê hương ơi còn đó bóng cha hiền, tuổi thơ anh em con bôn ba đi kiếm tiền, trần gian lắm ưu phiền triền miên. Ngày con trở lại cố hương, ôi còn đâu bóng dáng mẹ yêu thương. Mẹ ơi con lỡ lầm đường, anh hai ơi sao lắm đoạn trường, để tơ lòng vẫn vương. Người cha khốn khổ. Có một câu chuyện xảy ra tại đất nước Ấn Độ làm động lòng biết bao người con hiếu đạo. Tục lệ của Ấn Độ chết sáng chiều thiêu, chết chiều sáng thiêu rồi rải tro xuống sông. Rất ít ai khóc đám tang, vậy mà có một đám người ta lại khóc. Trong ngôi nhà đắp bằng đất, cao ngang ngực
nhỏ thó, tồi tàn, nằm ở ngoại ô Kushinara. Một người đàn bà quê mùa khoảng hơn 40 tuổi và 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, cũng độ 18 đôi mươi cả, đang quỳ bên xác người đàn ông. Lâu lâu có tiếng khóc nghẹn ngào của hai cô con gái, lòng họ se thắt lại, tiếc thương người chồng, người cha phải ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Thông thường phong tục ở đây ít ai nhỏ nước mắt cho người chết. Chết sáng thì chiều họ khiêng ra bãi đất trống, chẳng nhang đèn, cũng chẳng hàng rương. Họ chất phần bò thiêu, rồi gom xương vụn thảy xuống sông là xong. Còn nếu chết chiều thì sáng thiêu. Họ không bao giờ để lâu như phong tục ở Việt Nam, để 3-4 ngày, có khi hàng tuần, hàng tháng. Hay ở Thái Lan, họ mang vào chùa để ở nhà quan cả tháng. Gia đình khá giả còn để cả năm hoặc hơn mới đem thiêu. Lẽ ra anh không phải ra đi sớm thế này. Nếu người đàn ông đạp chiếc xe đạp kéo theo cái thùng xe quá tải phía sau, bên trên chất đầy hàng hóa, anh cong lưng lên đạp, đầu chồm ra phía trước lấy sức. Nhưng chiếc xe cứ lì lại phía sau, anh cứ cố thoát người lên, thoát xuống một cách nặng nhọc, gồng tất cả cơ chân, cơ tay, đạp và lái. Từ xa trông lại như chú kiến nhỏ bé, đơn thân độc mã, cố sức lôi cả xác con ếch khổng lồ về tổ. Anh đang nghĩ về 4 đứa con, vợ anh thì vụng về, quê mùa, không biết làm gì cả. Chỉ có việc bếp núc và lo cho con là hết cả thời giờ. Thu nhập chính trong gia đình chỉ có mình anh. Gia đình anh có truyền thống không làm nô lệ thì cũng làm nghề hạ bạc. Tổ tiên anh xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La, là một trong 4 giai cấp ở Ấn Độ. Kunda chua xót với cái thân phận mà mình đã mang. Tuy xã hội Ấn Độ ngày nay, việc phân chia giai cấp đã không còn nặng nề như xưa, nhưng có mấy ai trong giai cấp nghèo hèn đó lại có thể vươn lên thành những bà la môn cao quý. Anh nhất quyết lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, để chúng thoát khỏi cái nghèo mà muôn đời đeo đẳng theo cả dòng họ nhà anh. Cho chúng giới tới chân trời văn minh của nhân loại, không còn cảnh sống làm 10 đồng ăn hết 10 đồng đó rồi mới làm tiếp. Không còn tình trạng ở mái nhà làm bằng đất cao ngang ngực, trâu bò vào nhà ngủ thì người ra nằm ngoài trời. Cảnh hai vợ chồng có mỗi chiếc khố, chồng ra ngoài, vợ ở lại và ngược lại. Hay cảnh thức ăn và rau sống để vậy dí vào nồi mà không cần rửa nước. Nghĩ đến những đứa con, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng có địa vị trong xã hội, anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết. Kunda là một trong những người chịu thương chịu khó bậc nhất ở làng anh. Từ sáng sớm đến chiều tối, không kể ngày hay đêm, hễ ai cần chở bất cứ thứ gì, anh liền đi ngay, miễn sao có tiền. Cả 4 đứa con đều phải gửi ra tỉnh học. Tiền thuê nhà, tiền trường, tiền quần áo, tiền sách vở, làm anh chạy dạy mãi vẫn không xong. Mỗi đầu những năm học, anh phải đi vay nợ để lo cho con, rồi trả góp lần. Cuộc đời anh không được phép bệnh. Anh chỉ cần không đạp xe một ngày là gia đình khốn khó ngay. Các con học hết phổ thông rồi lần lượt vào đại học. Thấy các con chăm học, anh cũng rất mừng. Bao nhiêu công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng. Nhưng học càng cao thì nhu cầu lại càng nhiều. Anh đã kiệt sức, nợ nần chồng chất. Mỗi năm qua thì nợ càng nhiều thêm lên. Mới hơn 40 tuổi mà trông anh như một ông già, tiều tụy, gầy còm, không có nổi bộ đồ lành lặn, nước da đen cháy như cục than, cả ngày phơi dưới ánh mặt trời rực lửa. Tiền nợ trước không có để trả, chủ nợ đến đòi mắng nhiếc như ăn cơm bữa. Anh nhất định nuôi cho thằng con trai đầu ra trường, nó đi làm để nuôi các em nó. Mỗi khi vất vả, mỏi mệt, muốn buông xuôi, anh liền nhớ về Đức Phật. Nhớ đến 49 năm ròng rã, Đức Phật du hóa độ sinh còn gian truân trăm lần anh. Và anh hãnh diện Đức Phật đã chọn quê hương anh để nhập Niết Bàn. Khi nhớ đến Phật,
Dường như mọi nỗi khổ niềm đau trong anh tan biến hết và anh tiếp tục sống. Giờ lại đến đầu năm học mới, không còn chỗ nào để có thể vay mượn. Các con anh cần phải tiếp tục học. Anh nghĩ cái gì cũng có giá của nó, nên anh quyết định bán bớt một cái võng mạc mắt. Trời sanh ra bộ phận nào hai cái thì ta có thể bán bớt một cái cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Còn một con mắt, anh có thể đạp xe, anh có thể lao động bình thường. Thông qua gã cò buôn bán tạng, anh được dẫn vào bệnh viện. Qua kiểm tra một số chuyên môn chớp nhoáng, họ đã lấy đi giác mạc bên mắt trái của anh. Bù lại, anh được nhận 500 đô. Cái giá mà người chủ mua phải trả cho người môi giới là 4.800 đô. Điều này anh không cần biết và anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm lúc này là cần đóng tiền trường và trang trải cho các con. Chỉ hai lần đầu năm nữa thôi là anh có thể nhẹ người khi con trai đầu tốt nghiệp. Việc anh bán đi giác mạc, con anh không hề hay biết. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền cho chúng đều đặn. Anh động viên chúng cố gắng học. Bao năm trời trôi qua nhanh, chỉ còn 2 năm thôi mà. Sao thời gian lại chậm thế? Anh ước gì thời gian lúc này trôi qua nhanh như tên bay. Dẫu anh có già đi một chút cũng chẳng sao. Hết đêm rồi đến ngày, đầu năm học mới lại đến. Gia đình không dành dụm được đồng nào, nợ nần tính lời tính lãi càng tăng thêm. Còn anh phải học, đó là điều không thể thay đổi được. Rồi anh quyết định bán bớt một quả thận bên trái. Anh nghĩ rằng cái gì bên trái thì chẳng giúp được nhiều vì anh thuận bên phải. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhiều giờ liền. Anh mất rất nhiều máu, phải nằm viện hơn một tuần. Họ chỉ cho anh mấy viên kháng sinh và thuốc giảm đau cầm chừng, cho anh vài hộp sữa bò bồi dưỡng. Khi anh tương đối bình phục nhưng vẫn còn đau, họ cho xuất viện. Số tiền anh bán quả thận lần này cũng chỉ được 1.000 đô, trong khi người chủ mua trái thận của anh phải trả 30.000 đô. Điều này anh không được biết và cũng chẳng quan tâm làm gì. Không như mất một con mắt, mất một quả thận có khác. Sức khỏe anh bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng anh phải làm, anh phải kiếm tiền lo cho các con. Giờ đây, vác những bao hàng làm cho anh đau nhói như muốn nghẹt thở. Anh cố gắng dùng tất cả ý chí. Anh niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho anh có thêm dũng khí. Anh cong lưng lên đạp xe, ruột gan như thắt lại, vết mổ như muốn dở ra. Sau khi mổ, bác sĩ khuyến cáo không nên làm nặng. Nhưng không làm thì không xong. Anh phải làm. Đời anh sanh ra là để làm. Ở ngoại ô Kusinara này, không làm thì lấy gì ăn? Trừ những người da mặt dày, tụ tập ở những nơi Phật tích, ngửa tay xin tiền của khách hành hương, một ngày chỉ cần 5 ruby thôi cũng ổn. Một hôm do làm quá sức, anh đã ngất xỉu. Anh không còn sức để làm những công việc nặng nhọc như thế nữa. Anh ao ước có được một ngày nghỉ ngơi, được ăn một bữa ngon trong bộ đồ lành lặn. Niềm mơ ước đó xem ra còn quá xa vời. Không thể tiếp tục đạp xe kéo, anh chuyển sang nghề nhẹ hơn là nghề đánh bạc. Anh đi hết sòng bài ven đường này đến chỗ khác, xem ai có vận may là anh quẳng vài ruby vào ké. Vậy mà cả ngày anh vẫn kiếm được chút ít. Có hôm anh về nhà nhẵn túi. Trong khi bụng đói cồn cào, vì sáng giờ có chi vào bụng đâu. Đông sang rồi hè đến. Mấy chốc những tán cây cũng sắp úa vàng. Một năm học mới lại đến. Đây là năm con trai đầu ra trường. Chỉ một năm nữa thôi, anh có thể ngồi uống nước trà, ngắm nhìn mùa long thọ trổ hoa. Có thể nằm nhà đắp chăn khi mùa lạnh đến. Có thể ngồi trước cánh quạt quay dù mỗi độ hè sang. Và không còn cảnh đội mưa kéo xe bên lề đường đầy cỏ dại. Gia đình không còn lấy một xu. Con anh phải học. Đó là nhiệm vụ, là sứ mạng, không thể khác được. Anh ngồi tính. Cái gì trong người anh có hai cái, anh đã chiết bán bớt một cái rồi. Từ trên xuống dưới,
chỉ còn có một mà thôi. Qua những tay cò mồi tư vấn, anh đi đến quyết định bán một phần lá gan. Cuộc phẫu thuật lần này tương đối phức tạp, thời gian kéo dài hơn mấy lần trước. Kunda mất rất nhiều máu, sức khỏe anh kiệt quệ thật sự. Nếu có kỷ lục về phẫu thuật, có lẽ anh cũng đạt. Trong 24 tháng, 3 lần phẫu thuật, 3 lần phải chịu đau đớn. Lần này anh nằm viện lâu hơn, họ chăm sóc anh cũng đặc biệt hơn, nếu không anh sẽ mất mạng như chơi. Vừa bình phục, anh có thể ăn được cháo, họ cho anh xuất viện ngay để anh ở lâu sẽ mang họa. Lần này anh nhận được 2.000 đô, trong khi người chủ phải trả trọn gói cho lần phẫu thuật ghép gan là 250.000 đô. Anh không cần biết điều đó làm gì, và anh cũng chẳng quan tâm. Anh không còn khả năng lao động được nữa, chỉ lê tấm thân đi thôi cũng đã là khó nhọc, huống là làm việc gì. Da anh xanh mét vì mất máu, anh bệnh hoạn liên tục. Có lẽ khi người bị yếu, khả năng đề kháng kém. Anh ho lũ khụ, mỗi lần ho là cả người anh rã rời, đau từ trong đau ra, lói bên hông mặt rất dữ. Tiền tháng phải lo cho các con thì không thể không có. Chỉ vừa cảm thấy khỏe một chút là anh lê thân đi các sòng cờ bạc tập trung từng nhóm gian đường. Thấy tụ nào đang đỏ thì ké vài đồng ruby. Chăm chú họ dở những lá bài như những người chơi chứng khoán chực chờ bên màn hình xem điểm, ghi lệnh, tay cầm ổ bánh mì dai nhách, không một miếng thịt. À mà không, dân ở đây ăn chay làm gì có thịt kia chứ? Phải nói là không có mỗi miếng rau mới đúng. Nhìn tấm thân còm cõi, lưng khung như một ông già bệnh lao, anh nặng nhọc lê từng bước về nhà, mỏi mệt trong những buổi chiều hanh nắng. Thất thểu đếm từng xu, cẩn thận bỏ vào cái túi vải đeo nơi lưng quần làm bằng cọng dây nhặt bên đường. Cứ như thế, anh thoi thóp sống, hy vọng đến ngày con anh tốt nghiệp đại học. Cho đến một ngày, không ai còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Con trai lớn của anh sắp sửa ra trường. Giá mà có ai mua cái xác này mổ xẻ để thực tập, thì anh cũng làm giấy bán, ký tên trước, để sau khi chết, các con anh được ít tiền xoay sở lúc khó khăn. Anh thấy choáng váng, tấm thân lúc này như là một gánh nặng buộc anh phải mang nó. Anh cố gượng, nhưng nó không tuân thủ, không thực hiện mệnh lệnh của anh ban ra nữa. Anh hướng về rừng Sala, nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và cảm thấy vô cùng an lạc ra đi, trong khi miệng vẫn niệm câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Người cha khốn khổ chưa thực hiện xong ước mơ của mình đã vội trút hơi thở cuối cùng, như một hiệp sĩ già cưỡi con ngựa què lê lết ngã quỵ khi cuộc chiến chưa tàn. Ầu ơ, gió năm non thổi lòn hang chuột, thương con khờ đứt ruột đứt gan. Cha quỳ trước Phật vái gian, mong sao con dạy, ầu ơ, mong sao con dạy bình an giữa đời. Trong 15 điều răn dạy của Phật có một điều: món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Nợ vật chất thì ta có thể tính trả bằng vật chất, bằng định lượng mà trả. Còn nợ ân tình, biết phải làm sao? Một nửa lá gan. Mary vừa tốt nghiệp đại học xong, cô lập tức gia nhập vào đội ngũ thầy thuốc không biên giới. Cô học chuyên khoa phẫu thuật ghép tạng. Đây là nghề cô mơ ước hay là nghiệp cô phải mang, cô không biết nữa. Rời đất nước Thụy Điển, cô sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo. Đối với các nước Tây Âu, việc ghép tạng là chuyện thường nhật. Người có nhu cầu cần những bộ phận để ghép như thận, gan, tim, giác mạc thì nhiều, nhưng các bộ phận để ghép thì rất hiếm, chủ yếu lấy từ các ca tử vong. Gần đây cũng có rất nhiều trường hợp mua tạng từ người còn sống, họ cần tiền, người ghép cần bộ phận. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và liên quan đến đạo đức.
chưa có một bộ luật cụ thể nào quy định rõ ràng về vấn đề này, chỉ thuận mua vừa bán, chủ yếu họ thực hiện lén lút. Cha của Mary là một công nhân. Khi cô học cấp 2 thì bệnh gan của cô trở nên trầm trọng, gan không còn chức năng hoạt động tốt nữa. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật ghép gan. Nếu kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Việc tìm lá gan để ghép đã là khó, giả lại chi phí mua và ghép quá lớn, lên đến 250.000 đô la Mỹ. Cha cô không thể nào ngồi nhìn con mình càng ngày càng yếu dần đi, nước da xanh tái. Cuối cùng, ông đã đề nghị bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan cho con gái mình. Bác sĩ khuyên ông tuổi cao có rất nhiều rủi ro khi phải cắt một phần gan của ông. Nhưng ông khăng khăng không nghe. Ông nghĩ đời ông đã sống nhiều rồi, còn con gái ông chỉ mới bấy nhiêu tuổi đời, nó phải có quyền được sống. Dù chết, ông cũng không hối hận. Ca phẫu thuật ghép gan lấy từ một nửa lá gan của cha cô ghép sang thành công tốt đẹp, đã cứu sống cô khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng niềm vui đối với cô bao nhiêu thì nỗi buồn còn lớn hơn thế. Cha cô bị nhiễm trùng, tuổi cao, sức đề kháng của ông kém. Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò Mary học cho thật tốt để trở thành một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng thật giỏi, để cứu sống thật nhiều người, cứu cả hai, kể cả người cho và người ghép. Lời di ngôn sau cùng đó trở thành sức mạnh theo cô trên từng đoạn đường đời, giúp cô vượt qua muôn ngàn chông gai hiểm trở. Nó như lá bùa hộ mạng cô mang theo. Lần này đến Việt Nam, cô muốn chuyển giao tất cả kiến thức khoa học hiện đại của công nghệ y khoa phẫu thuật ghép tạng. Một đất nước đang phát triển, ngành khoa học phẫu thuật ghép tạng còn mới mẻ. Rất nhiều người phải chết, lẽ ra họ có thể sống nếu được phẫu thuật ghép tạng. Mạnh nhìn con gái càng ngày càng ốm o, gầy mòn, da xanh tái đi. Dường như lá gan của cháu chỉ đeo vào cơ thể cho nặng thêm, chứ nó không còn chịu làm việc nữa. Cháu biếng ăn do không tiêu hóa tốt. Ban đầu ngỡ cháu bị đường ruột, hóa ra là gan bị tổn thương. Mọi cố gắng của anh trở nên vô vọng khi thấy bác sĩ chuyên khoa lắc đầu sau khi xem kết quả bệnh án của cháu. Cháu thường than đau hông bên phải, người cháu gầy, bụng to, thở hổn hển. Ánh mắt cháu thâm đen, sâu dời dợi, chứa nỗi buồn vô tận. Khi không được vui cùng bè bạn, không được cắp sách đến trường, không được tung tăng chạy nhảy. Ba ơi, ba dẫn con đi bác sĩ đi, con đau quá ba ơi. Hạnh nhìn ba như vang lơn, như cầu cứu, như con chim non bị trúng tên lảo đảo. Trong khi người cha bất lực vì mũi tên quá sâu, chỉ biết nhìn con nghẹn ngào mà thầm căm thù tên thợ săn tàn nhẫn. Cả nhà ai cũng thương Hạnh, đi khắp nơi dò hỏi xem có thầy nào hay, thuốc nam thuốc bắc nào tốt, vái vang cúng kiến nhân điện. Cuối cùng vẫn không có kết quả. Người mẹ chỉ biết nhìn con gái trong giọt nước mắt đầm đìa, chỉ biết ôm con vào lòng, truyền hơi ấm và tất cả sự thương yêu cho con an lòng. Anh Mạnh bàn với gia đình, anh sẽ cắt nửa lá gan mình ghép sang cho cháu. Cả nhà lo lắng vì xưa nay chưa nghe nói đến ghép gan bao giờ. Trồng cây có thể chiết ghép, nhưng con người liệu có được không? Với lại, người ta bị tổn thương gan thôi mà còn bệnh ra trò. Huống là cắt đi một nửa lá gan, liệu có sống nổi không? Không khéo cứu con không được mà cha lại... Điều mà cả gia đình lo nhất, anh là lao động chính trong nhà, lỡ anh có bề gì thì làm sao? Cha mẹ thì có một, con cái thì lúc nào sanh mà chả được. Nhưng anh nói, biết vậy, nhưng con người chỉ có một mạng mà thôi, ta có sanh thì cũng sanh đứa khác. Cháu có quyền được sống, được hưởng hạnh phúc làm người. Cháu sanh ra làm con trong gia đình thì cháu có duyên với chúng ta. Cả nhà hãy an tâm. Đội ngũ bác sĩ tuy thực hiện ca ghép gan đầu tiên nhưng đã từng đi du học ở ngoại quốc. Hơn nữa, có các bác sĩ nước ngoài trực tiếp giám sát. Mạnh đã quyết định,
không ai ngăn cản được anh, và không ai có quyền ngăn cản khi người cha hy sinh cho con gái mình. Bệnh viện quân đội đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho một ca ghép gan. Cháu Hạnh chưa đầy 10 tuổi là bệnh nhân, cha cháu là người chia nửa lá gan cho cháu. Đây là ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên mà các bác sĩ Việt Nam thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia nước ngoài. Mary hết sức xúc động với tấm lòng của một người cha còn rất trẻ, chỉ trên 30 tuổi đời. Mary nghĩ tình cha con dẫu ở Tây Âu hay ở châu Á chẳng có gì khác nhau cả. Có khác chăng là thái độ của những đứa con đối với cha mình mà thôi. Như ở Mỹ, con có quyền gọi cảnh sát đến bắt cha khi cha nó lấy cây đánh vào mông dạy nó. Đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng cha nó sẵn sàng cho nó nửa lá gan hay cả sinh mạng của mình. Đâu đó sẵn sàng, Mạnh nằm trên bàn mổ, không cần biết việc gì đang chờ đợi anh phía trước. Quy luật sinh tồn không thắng được bản năng làm cha. Mạnh nghĩ đến con gái lúc bình phục, được cấp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn, bao nhiêu sợ hãi tan biến. Bác sĩ gây mê hỏi anh vài câu, anh thấy hơi buồn ngủ, êm dịu, nhẹ nhàng, anh đi vào giấc ngủ mê man. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 12 giờ. Bác sĩ tách một nửa lá gan của anh, là cơ quan to nhất của tạng ghép sang cháu bé. Phẫu thuật gan là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, nhất là khâu giá gan. Nó không chắc như cấu tạo thịt, mà nó mềm nhũn, chỉ mạnh tay một chút là dở ra ngay. Phải cẩn thận trong mọi chi tiết, nhẹ nhàng, chính xác. Cuối cùng, các bác sĩ Việt Nam cũng đã thành công. Họ là những người thông minh, nhiệt tình và năng nổ. Mọi cố gắng của họ được đền đáp xứng đáng. Bước đầu, ca phẫu thuật đã được thành công. Điều lo lắng của bác sĩ sau phẫu thuật là sự đào thải của cơ thể khi vật lạ xâm nhập vào. Họ phải chích một loại thuốc để chống lại sự đào thải này. Cháu bé dần dần tỉnh lại, bình phục dần, các chỉ số kỹ thuật ổn định. Cháu đi cầu phân bắt đầu có màu vàng nhạt. Thế là gan hoạt động, nghĩa là ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Chỉ 3 ngày sau, Mạnh ngồi trên xe đẩy sang thăm con gái khi vết thương anh còn đau nhói bên hông. Nhìn thấy cháu bé bình phục từng ngày rất nhanh, nhưng cha cháu thì ngược lại. Anh cố gắng đè nén cơn đau khi nhìn thấy con gái mình bình an vô sự. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Buổi sáng ban mai, ánh mặt trời chiếu qua sân bệnh viện vàng rực. Hai cha con họ làm thủ tục xuất viện. Hình ảnh của người cha đi nặng nề từng bước vì bên hông vẫn còn nhói đau. Bên đứa con gái yêu đã bình phục. Cháu đang vui đùa với con gấu bông. Chiếc xe taxi xa dần mút tầm mắt, chỉ còn để lại một vệt màu đen dài trên mặt đường. Mary đứng nhìn đến khi xe chở cha con họ mất hút trong bụi đường, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhủ với lòng, cả cuộc đời này mình nguyện đem niềm vui đến cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống này chính là cha mình ban cho. Cha không bao giờ chết, vì một nửa lá gan cha còn nằm trong lòng ngực mình kia mà. Cho dù là phương Tây hay phương Đông, cho dù sắc tộc màu da nào đi nữa, hễ trót làm cha, làm mẹ thì luôn có mẫu số chung là lòng hy sinh vô bờ bến cho con, không tiếc cả sinh mạng của mình. Có câu, tuy hùng dữ xưa nay khét tiếng, khi kiếm tìm được miếng mồi ngon, mẹ hùng nhường lại cho con no mẹ mới gặm bòn khúc dư.